À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu cái mẫu dây tín hiệu dòng Lọt Đót Blacking và dòng dây tín hiệu Talalat. Thì cái thằng Talalat thì bên em chỉ có duy nhất một cặp thôi nha các bác. Đấy, còn thằng Lọt Đót kia thì bên em mới về được 3 cặp. Nó là dòng Lọt Đót Blacking. Vâng. Thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng, các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên màn hình kia. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Bác nào có nhu cầu cứ alo trực tiếp cho bên em nha. Đấy. Rồi, thì đầu tiên là em sẽ đi cho cả các bác cái cặp dây tín hiệu Lọt Đót Blacking. Dây nó là dây màu đen. Đấy. Dây rất là nhỏ nha. Cho nhìn này. Cái bản dây của nó này. Đấy, bản dây của nó. Đấy. Đây là bản dây, thân dây của nó. Và cái dòng dây Lọt Đót này thì đa số tất cả đều là dòng dây mạ bạc nha các bác. Hàng của nó là hàng nguyên bản 100% này, các bác nhìn. Đó, Lọt Đót made in USA. Dây thì đi theo điều hướng mũi tên như thế này. Đấy. Đây, bên này em sẽ coi cho các bạn. Đó, nó là dòng Blacking nha. Đầu dọc của nó này. Dây của nó dây bãi đã qua sử dụng nha các bác. Đấy, mà hàng đầu dắt của nó thì còn rất là đẹp các bạn. Đấy, đầu dắt của nó đây. Đấy, nhìn chân dắt của nó là rất là dày. Đấy, các bác cắm rút cực kỳ là êm nha. Và cái dòng dây tín hiệu Lọt Đót Blacking này thì bên em về được dòng dây 1m và 1m rưỡi. 1m của nó thì dòng dây Lọt Đót này. Đấy, cặp này em đang bán cho tất cả các bác là 5.600.000 nha. 5.600.000 một cặp. Đấy. Và cái thằng dây 1m rưỡi của nó thì giá em bán là 7.200.000. Các bác nhìn. Đấy, Lọt Đót Blacking nha. Đấy, hàng của USA. Đây. Đây. Quay cho các bác xem. Đó. Lọt Đót USA. Dòng dây rất là cao cấp. Và cái dòng dây này thì các bác cứ lên eBay có search là nó ra thôi. Đấy, nên eBay search ra rất là nhiều. Đấy, hàng này thì hàng em ship vào eBay về nha. Đấy, dài 1m. Đấy, 1m là 5.600.000. Dây nguyên bản nguyên zin. Đấy, bảo hành chính hãng cho tất cả các bác nha. Dây hãng 100%. Đấy, cực kỳ là đẹp. Này các bác nhìn. Đấy, thân dây của nó đây. Đấy, bán dây của nó này. Dây rất là mềm dẻo. Đó. Chất lượng của dòng dây loa như thế là dây tín hiệu như thế này thì được các bác đánh giá rất là cao. Đấy, và dòng dây này thì rất là lâu rồi bên em mới về được nha. Đấy, rất là lâu rồi. Nhà các bác nhỉ. Đấy, hàng cực kỳ hiếm. 5.600.000 một cặp. Những các bác nào mà đang đánh dòng này mà các bác chơi những con âm ly đèn á, tiếng nó ra cực kỳ là hay nha. Nếu mà các bác là đang chơi âm ly đèn, tiếng nó ra rất là tốt. Đấy. Độ chi tiết của nó rất là cao. Đấy, giá trung, giá trầm, giá chép, tất cả các giá của nó ra đều chi tiết tìm, đều rất là chi tiết. Đấy, Lọt Đót USA. Đấy. Thì xong cái cặp dây tín hiệu này thì tiếp đến em sẽ đi cho các bác cái cặp dây Talalat. Đấy, thì cái cặp Talalat này thì bên em chỉ có một cặp nha. Bên em chỉ về được đúng một cặp duy nhất hàng bãi đã qua sử dụng này các bác nhìn nha. Đây, dây của nó tem thì nó cũng mờ rồi. Dây bên nước ngoài người ta đã sử dụng rồi. Đây, em sẽ quay. Đây. Đó. Các bác nhìn chưa? Talalat made in USA. Đấy, mọi chi tiết thông số là gì trên dây này. Đấy, nó là dòng này là dòng Revision 2 nha. MK2. À, các bác nhìn. Cái cặp dây tín hiệu này thì rất là to. Các bác nhìn nha. Đó, cầm cặp dây rất là chắc nha. Đó, Revision MK2 Talalat made in USA. Đấy. Chi tiết thông số là trên dây như này đây. Đấy, các bác nhìn cặp dây này. Dây AV. Có chất lượng không? Đó, đây. Đầu rắc của nó đây. Quay cho các bác xem. Cái cặp này thì các bác có thể đánh được những cái dàn âm ly tầm trung. Đấy. Ví dụ như các bác đánh con Maxin Top, kể cả là Maxin Top tầm Maxin Top, kể cả là những con cao như MA7000 chẳng hạn. Những con đấy là các bác đánh cũng rất là ok nha. Đó. Kể cả là các bác chơi với những cái dòng dây
ghép với lại những vùng loa tan noi chẳng hạn, đánh chất âm nó ra rất là tốt. Đấy, cặp này thì nó cặp này của nó thì dài 1,5 m. Đấy, em rồi. Đấy, cặp này thì nó dài 1,3 m nha các bác. Đấy, 1,3 m. Dây của nó là dây nguyên bản. Đấy. Cặp này dài 1,3 m, 1,4 m tại vì em chưa có đo được. Đấy, nhưng mà chiều dài của nó thì nó rơi khoảng chừng 1,3 m, 1,4 m gì đó, đầu rắc của nó đây. Đó, dây bãi. Ừ. Các bác nhìn nha, vết đen bẩn này thì này, các bác lau đi nó sạch thôi. Đấy. Tại vì dây bãi em về là nó vẫn còn nguyên như vậy nha. Dây bãi về hàng còn nguyên bản. Đấy, các bác nhìn. Đó, thì cái cặp này em nhớ ngày xưa em có cái nó khoảng 2 năm rồi thì em bán giá nó dừng 5,8 triệu. Nhưng mà cặp này giờ giá nó lên rồi nha. Đó, cặp này thì em đang bán các bác là 6,3 triệu. Đấy, 6,3 triệu một cặp. Duy nhất có một cặp này thôi nha các bác. Đấy. Nào mình. Đấy, ngày xưa em về em nhớ về được 3 cặp nhưng mà rất là lâu rồi. Hôm nay em về cái cặp này nữa. Đó. Dòng Referent mà cả 2 Talat. Đó. Và nhìn cái thân dây của nó đây. Đấy, to đúng bằng ngón tay trỏ này. Thì cái dòng dây này thì độ chống nhiễu của nó rất là tốt các bạn. Tại vì bản thân em nghe rồi. Nó ra chất âm nó cực kỳ chi tiết. Đó. Đầu rắc của nó đây. Quay đầu rắc bên trong các bác xem nha. Đấy, đây. Bên này cũng vậy. Đó, thì hôm nay bên em chủ yếu lên cho các bác hai cái dòng sản phẩm này. Thì cái thằng lọt đốt thì em về được 3 cặp, còn cái thằng Talat này thì em chỉ có một cặp duy nhất thôi. Đấy. Thì những bác nào mà ưa chuộng được những dòng sản phẩm nào thì có alo trực tiếp cho em. Đấy, bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác nha. Đấy, ship COD cho tất cả các bác. Đấy, các bác không phải lo những cái vấn đề như vậy. Đó. Quay lại cho các bác cái dòng lọt đót này. Đấy. Rất là đẹp. Bán dây của nó đây. Đó, này. Bán to, nguyên bản nha. Dây hãng 100%. Đấy. Thì mọi chi tiết và sản phẩm thì bên em cũng đã giới thiệu cho tất cả các bác rồi. Thì những bác nào có nhu cầu cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên màn hình đây. Đó, thì em sẽ ship hàng cho tất cả các bác. Đấy. Rồi, thì Huy Cường Audio thân ái và chào tạm biệt tất cả các bác. Đấy, và hẹn tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.